Thì chào cả nhà ơi. Hôm nay em sẽ tưới phân cá cho bà dâu tây nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi nha. Tốt cực kỳ. Nó thơm ít xịu chứ gì. Cây quậy lên cả nhà. Phần cá là cũng có đê bê đây nữa, em ngâm mấy đê bê cho mọc cây đó cả nhà. Cá này mình cá mình ủ quá cả nhà. Rồi cái mình lấy nước của nó mình ngâm như đê bê. Khoảng chừng hai cái giá này nha cả nhà, hai thao này. Hai thao rưỡi đi. Đó. Em giờ một thùng số B nè, số B nè, thường thường số B của mình nè cả nhà. Đó, hai giá rưỡi phần. Thì cho em đầy số nước nè cả nhà. Con này tốt lắm, có vô tốt cực kỳ luôn. Mình cho một cây một cây này được rồi, một ly này nè cả nhà, ly nhỏ này nè. Lên. Này là tứ xong là cái tay thú quắc luôn á. Nó thúi anh nư, nó thúi giả mai luôn. Nói chưa, con cá này tứ tốt lắm cả nhà, cực kỳ. Tùy nó thúi nhưng mà tưới nó tốt cực kỳ luôn. Nó không ngặt cái gì đó. Thì cả nhà cũng xong rồi cả nhà ơi. Mà điều đặc biệt nha, sáng phải tưới xả lần nha cả nhà. Tưới xả bằng nước dưới sông mình á. Không tưới xả là nó chết cây đó. Nắng lên cái là rồi nó cái cây đó là nó chết ngắt. Vậy nha cả nhà. Thì xong clip này rồi, còn clip trước nữa, chắc thùng nữa. Thì mời cả nhà cùng theo dõi tiếp theo. Kia đó nha cả nhà. Đó, tưới hết giờ này luôn.
Thì clip dâu tây tứ phân của em thời kỳ 2 tháng mấy 3 tháng tuổi thì cũng kết thúc cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.